Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, hôm qua huyện đoàn, Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Long Thành và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế AMC đã phối hợp tổ chức họp báo về việc tổ chức cuộc thi The Gen Z Icon Reaching New Heights năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10 này. Cuộc thi nhằm tạo dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn huyện Long Thành và các vùng lân cận, từ đó tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu, tài năng, trí tuệ và vẻ đẹp duyên dáng, từ đó có những định hướng phát triển trở thành những gương mặt đại diện cho Gen Z Đồng Nai. Theo ban tổ chức, tham gia cuộc thi này, thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi, vòng loại online, vòng sơ khảo, bán kết, vòng chung kết. Đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 với 20 thí sinh. Ban giám khảo sẽ đánh giá và lựa chọn ra thí sinh xuất sắc nhất để trao vương miện The Gen Z Icon năm 2023. Đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả đoàn viên học sinh từ 15 đến 18 tuổi đang học tập tại các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện Long Thành và các vùng lân cận.